Chào các bạn, hôm nay Phạm Thâu Vlog đang có mặt tại giáo xứ Thủ Trình, giáo hạt Nam Tiền Hải, giáo phận Thế Bình. Mình sẽ quay cảnh chiều hôm nay khai mạc tuần châu của giáo xứ. Trong tuần châu khai mạc này, các bạn cùng mình sẽ tham quan giáo xứ Thủ Trình, cuộc tuần châu diễn ra chiều hôm nay. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của các bạn. Các bạn nhớ đăng ký kênh, bấm like, ủng hộ Phạm Thâu Vlog. Phạm Thâu Vlog có động lực để phục vụ các bạn nhiều hơn. Nếu Phạm Thâu Vlog có điều gì mà làm không được ý, hài lòng các bạn, mong các bạn bổ sung, góp ý kiến, Phạm Thâu Vlog xin chân thành cảm ơn. Thưa các bạn, là giáo xứ Thủ Trình đây, cuối nhà thờ là một con đường, qua con đường thì một ao hồ. Mình đang đứng ở một cái ao hồ của để quay cảnh cuối nhà thờ, các bạn đón xem. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ đi tiến bốn đồng quanh hồ và tiến vào sân cuối nhà thờ nhé. Ở đây có truyền thống kéo cờ rất đẹp các bạn, những cây cờ rất là cao và không phải là bằng sắt thép gì mà đâu có bằng tre rừng, tre luồng đấy, ngoài Bắc gọi là tre luồng, bó vào xong là kéo dùng các mã dây, ví dụ dây là phải có số, đánh số dây nào lên trước, dây nào lên sau, dây nào được cái hiệu lệnh của chỉ huy, dây nào phải kéo khỏe thì là dây phải kéo khỏe, không là nó sẽ vặn, nó gãy. Người chỉ huy là người cầm cân đẩy mực là chuẩn nhất, dây nào theo số, báo số nào lên khỏe. Rất là vui, những ngày kéo cờ là rất là vui. Khi mà kéo được một cây cờ cao và thành công là hôm đấy là kiểu gì cũng có một bữa nhậu thật lớn để ngồi ngắm cờ. Đây là gọi là phong trào truyền thống rồi. Nhưng lại không muốn dùng bằng sắt. Dùng bằng sắt thì nó lại đơn giản, lại mất cái truyền thống. Cái kia thì phải dùng đông người. Vậy thì là bó buộc vào để kéo. Bây giờ các bạn cùng mình sẽ tiến vào cuối nhà thờ nhé. Các bạn rất thông cảm mà hơi bị ngược ánh sáng một chút, nên là ánh sáng không đủ cho các bạn. Kính thưa quý vị và toàn thể công đoàn ban giáo xứ, và giờ này thì chỉ còn ít phút nữa thôi là đúng giờ ấn định của trang thánh xứ, là công đoàn chúng ta sẽ cùng mình Chúa Giêsu thánh thể chung quanh bộ hồ thánh đường cũng như thánh lễ khai mạc tuần châu lượt của giáo xứ. Thì ban tổ chức của giáo xứ xin kính mong quý vị và toàn thể công đoàn, các ban ngành đoàn hội trong giáo xứ chúng ta khẩn trương trở về thánh đường. Bởi vì chỉ còn ít phút nữa thôi là đúng giờ ấn định của cha xứ, cho nên ban tổ chức của giáo xứ xin kính mong toàn thể công đoàn, nhất là các ban ngành đoàn hội, chúng ta sẽ khẩn trương trở về thánh đường để chúng ta tham dự cuộc công vinh Chúa Giêsu thánh thể cũng như thánh lễ khai mạc tuần châu lượt của giáo xứ trong buổi chiều ngày hôm nay được diễn ra long trọng và sốt sáng. Và kính thưa toàn thể công đoàn, tại thánh đường giáo xứ chúng con, ban tổ chức của giáo xứ đã thấy sự hiện diện của quý cụ ông bà cùng toàn thể công đoàn nên quý sứ họ đã và đang trở về thánh đường giáo xứ chúng con để tham dự thánh lễ khai mạc tuần châu lượt của giáo xứ chúng con trong buổi chiều ngày hôm nay.
ban tổ chức và giáo xứ chúng con xin kính mời quý cô lãnh đạo cùng toàn thể cộng đoàn chúng ta đã tới thánh đường giáo xứ chúng con thì trở vào nơi khuôn viên của thánh đường để tham dự thánh lễ khai mạc đường trời lục của giáo xứ chúng con trong buổi chiều ngày hôm nay được thêm phần sốt sáng. Và ban tổ chức và giáo xứ cũng xin kính mong các ông công an phần việc, các ông sẽ chuyển toàn bộ những số ghế cũng như các ông sẽ chuyển những chai nước ra bên ngoài để quý công an cùng toàn thể cộng đoàn đến tham dự thánh lễ khai mạc đường trời lục của giáo xứ chúng ta để có nước uống cũng như ghế ngồi tham dự thánh lễ trong buổi chiều ngày hôm nay.